Đấy là cái chỗ này lên đây để dừng ngắm cảnh chỗ góc này này. Vào phủ huynh nó đóng cửa rồi. Đây là vào thành nó đóng cửa rồi. Đây là cái gì cái này? Đấy, mua vé thôi. Mua này, 31 đồng này, free này. Cái gì kia? Free này. Tuổi trẻ từ trẻ em từ 6 đến 17 tuổi là free. Nó giống như trong nó chỉ là bệ đất cao nó bốn xung quanh thành trong nhà. À? Phủ mà. Phủ là ngăn các chỗ ở của vua, của quan, của bà hoàng hậu. Của quan, của hoàng hậu, của thái giám. Không phải trốn mà là cái nơi ở của phủ nó giống như là cái người ấy đấy, vua đấy. Biệt phủ. View toàn cảnh thành phố. Số 1 là Saint George. Chợt vòng quanh nhà thờ Tin Lành. Thứ 2 là Dia Đích Dương Đa Đi Pháp, tức là những cái nơi để mà triển lãm. Thứ 3 là Gia Tour, cái đồng hồ cổ. That's Boston. Bệnh viện Bắc Ái, đảo George, trường Academy, trường hành chính quốc gia Halifax, Lynn McNabbs, là Basilic, có Basilic Saint Mary kìa, Công giáo số 8, số 8 là đầu nào ta? Đấy. Là ngoài cùng kia hả? Cái lúc nãy mà giống như là Basilic Đền Thánh đó. Yeah. Saint Mary. Ở cuối đó. Cái đúng rồi. Đây này. Hai cái tháp. Một tháp cao, một tháp thấp. Ủa, trước đây sao nó thành phố nó nhiều này mà, tòa nó nhiều này mà. Đúng không? Sao mình nhìn đây bây giờ nó khác vậy? Nó sửa lại. Cái này màu không màu hay không màu nhưng mà các cái tòa nhà nó làm khác rồi, thấy không? Đây này, bao nhiêu nhà đây này. Bây giờ xuống thì toàn building hết đây này. Khác hẳn luôn đó. Rồi cái khu trung tâm này bây giờ nó làm thành như thế này. Halifax Metro này. Bây giờ nó làm cái này, tất cả cái này là nhà nhỏ ngày xưa nó bỏ hết rồi. Bây giờ nó đổi lại, nó phá đi hết, nó làm thành building hết rồi. Nhưng mà ngày xưa đẹp chứ nhỉ? Nhưng ngày xưa nó cổ nó cũng đẹp đấy chứ. Ngày xưa nhà nó cứ chen chúc nhau. Ừ. Mà tàu bè là bên dưới cảng này, thấy không? Bây giờ tàu bè mất luôn, không nhìn thấy gì. Ngày xưa nhìn đẹp hơn, bây giờ toàn nó hình vuông. Vuông chạy chạy, yeah. Giống như hộp, hình hộp. Ngày xưa là cấu trúc cái gì kiểu cổ đó. Kiểu cổ, nhà cổ, nhà lịch sử đó.
không có nói là nó bao nhiều. Panorama tức là toàn cảnh. Cái này 1883 đúng rồi. Khác nhau rồi. Sau 100 năm là khác này. 200 năm. 1883 mà thì là gọi là 1900 đi. Khác chết đấy nhỉ. 100 năm sau nó khác quá. 100 năm sau rồi cũng sẽ khác nữa. Đây này. Cái chỗ gì nó đang đập ra đấy. Đằng bên cạnh. Ở bên đây là bên đó nó là bên giống như bên bờ bên kia đảo. Nó mới đi sang đây này. Đi thuyền sang này. Đấy là đi cầu. Đây là cầu. Sang đảo bên này bên Halifax. Nếu mình xem bản đồ thì nó khác hơn, tức là nó thành phố, nó gọi là thành phố khác đó. Nhưng nó thuộc cái khu vực của Halifax. Đây này mình nhìn xem cái tổng thể của cái thằng sông đen này này không này. Nó đây này. Nó có vòng quanh, nó có cái tường thành bảo vệ không. Nó có sân đi vô, bây giờ chắc nó làm mấy cái khu lịch sử rồi. Bây giờ nó làm khu lịch sử đi vô cử hành các cái nghi lễ gì mà nó quan trọng của thành phố hay là của tỉnh bang đó. Nó nằm đây. Đúng hay là nó giống như là cái bạc lơ mang ở trên Ottawa. Đúng không? Cái này nó trong phủ đó. Còn đây là cái phủ trên này giống như là cái đài ngắm để mà quan sát á. Không? Le prince Édouard, duc de Kent, qui a commandé cette tour circulaire unique, aujourd'hui connue sous le nom de tour Martello, prince de Galles. Elle a été construite dans les années 1790-1790. L'ouvrage central để mà nhìn toàn bộ cái cảnh. Có cái khẩu, mấy cái khẩu cá nông đặt có gì là ống tương luôn đấy. Đâu sẽ thế nào đâu. Ở trong nó có hả? Có. Tí nữa đi. Tí nữa đi. Đây này. Nếu mà cái xít vòng quanh của nó là. Hay là trước đây, có phải trước đây, không phải trước đây đâu. Tí nữa anh. Từ đã đi, bình tĩnh tí. Đã xuống ngay đâu mà phải cần. Tàu bay à? Quay chiếc tàu bay cái coi. Hả? Quay tàu bay. Ngoài đảo. Ngoài đảo bên này. Ba đây. Ba đó. Ba là mũi. Mặt trời trên đảo đẹp quá. Còn cái số 3 là ở mũi đâu? Mũi đây. Là cái mà cái chóp đỉnh để mà chắc là để quan sát ấy, cái đài quan sát biển đó. Số 4 ha. Số 4 là bên ngoài ghép bên đảo. Số 5 đây. Số 5 là gì? Số 5 là góc bên ngoài nó cái hồ. Có nghĩa là cái này, cái nguyên của nó chỉ là cái citadel thôi. Đây. 1749 thôi. Đại khái là cái citadel này xây dựng để mà bảo vệ chống lại tất cả những cuộc tấn công phía đất liền. Cái thủ phủ này đã được như là cái nơi cái gì đấy, Quatrième Fort là quân sự đấy, cấp độ 4 này, đã chiếm cái đảo này ở cùng ngoài cái đảo này. Cet ouvrage en forme d'étoile achevé, tức là cái vùng quanh này nó hình ông sao đã được xây dựng kết thúc vào năm 1856 và bây giờ là một cái giống như là cái chủ thể của tất cả cái hệ thống vùng quanh này. Fortification conçu par les Britanniques của ngày xưa từ Anh nó sang nó chiếm đóng từ năm 1749.
và bảo vệ cái po, cái cảng lịch sử đã trở nên một cái trung tâm từ thế kỷ thứ 20-19. Naval l'Empire là thủ phủ của vua ngày xưa đấy. Vua Anh ngày xưa đấy. Vua George. À. Ê. Nó có chữ ở trong cổng á. Ừ thì cứ vô thôi, đâu sao đâu, mình đứng vào cửa là được, mà không vô được thôi chứ còn thì bây giờ họ đóng thì mình nghĩ là những cái này là chỉ có những cái dịp mà họ nghi lễ gì đấy á của tỉnh bang kỷ niệm. Vừa đến đây là bắt đầu họ đóng cửa. Đóng cái cổng. Đóng cổng này á? Ô thì trước đó là đừng mở cửa à? Không, trước. À, nó cho vô mình phải lấy vé, phải đi vé. 35 đồng hay là 5 đúng rồi, 35 đồng, 12 đồng, 12 đồng. Hai đồng là con nít. Bà già. Vừa là lính ở đứng đây canh này. Ừ. Tôi với ông mỗi thằng đứng bên đi cho bà loạn này, bà quay cái đi. Tôi này là cầm súng còn bà quay. Ông kia cầm lựu đạn. Ừ. Ông Tiến này cầm lựu đạn đấy. Tôi là cầm súng. Nghiêm chỉnh vậy. Không, vậy vậy, tay phải vậy. Chào bà. Citadel này đứng vào đây một cái để chụp cho nó có kỷ niệm chứ. Cũng kiên cố. Bên trong cái thành này, bên trong thành này là toàn là nó duyệt binh bằng ngựa, bằng lính này. Giống như cái thủ phủ cái bếch thôi, có gì đâu. Nhưng mà đi qua cái bức tường này ở giữa chẳng có gì cả. Đó là cái sân để duyệt binh ấy. Dẻo hết rồi. Ở duyệt binh thôi. Mình xem một cái hình chưa? Tôi vô rồi. À. Vô cái thì hơn. Như vậy là ông Tiến nãy ông nói là nó đóng cửa phải không? Ừ. Là có nghĩa là nó bán vé để cho mình đi vô, xong rồi đến cái giờ đóng cửa đi ra thôi. Giờ đóng cửa ra thôi, nãy một số người ra cuối cùng. Hai bên tường thành để cho ngựa. Đang quay đây. Hai bên tường thành này là có cái sân cỏ để cho ngựa chạy này. Khoanh tay. Ai mà đứng, ai mà làm cái gì mà đứng khoanh tay. Đứng cho nó có vẻ quân sự tí đi. Quân sự mà. Đấy. Rồi. Chả ấy, tôi nhòm tôi biết nó giống cây bách. Giống hệt thôi. Đâu tôi quay thì sao. Nó là cái chỗ duyệt binh, đúng rồi. Cái sân gọi là cái quảng trường để duyệt binh đấy. Để chào cờ với lại... Giữa chẳng có gì cả. Honoré giữa ai đó. Giữa cái hình ngôi sao đấy. Thì mình nghĩ... Đi rồi, mình với hậu đi. Hả? Có thể nó có bảo tàng, một chút xíu nó bảo tàng. Nó làm cái gì di tích lịch sử. Một vài cái nhà bán lưu niệm này khác. Ừ. Một vài cái kiểu di tích lịch sử quanh đây. Rồi khi mà thành phố hay là tỉnh bang nó có cái tổ chức gì, sự kiện gì lớn đấy là nó có, tổ chức ở đây. Đúng rồi, nhưng mà ở trên thủ phủ chắc chỗ nào đó nó còn có khẩu pháo nữa. Đó. Giống như trên Quebec vậy. Cái này là bị, chắc là bị chiếm lĩnh bởi người Anh ngày xưa. Nên là cái vùng này nó dân người Pháp ngày xưa người ta ở đây. Sau đó là nó sang bị quân Anh chiếm đóng từ năm 1800 bao nhiêu, 900 bao nhiêu đấy. 1801 à? Đúng cái tòa nhà. Ờ. Ờ. Đây là cái cột cờ, đâu mà cột cờ ông. Cái này là cái thuyền buồm. Thuyền. Mà ông đi làm mà diễn ra gì?
Quân Anh thua tức quá, tức Quân Anh quá nên không cho cờ gì. Ừ, cái đùa, bây giờ tôi chào cờ, không chào tôi chào ông sạc rồi đấy cái gì. À, bây giờ đi xuống, đi loanh quanh đấy chẳng có cái quán xá nào kìa. Nó không có đây, nó không có chợ, không có chợ. Bây giờ đi xuống. Ừ, đúng rồi, bây giờ xuống thì khỏe rồi. Xuống thì quá khỏe rồi. Như vậy thì ngày mai mình đi được những đâu đấy? À, tôi nghĩ là đây là cái điểm, là cái điểm đẹp nhất rồi. Đúng rồi. Ừ, tại vì tất cả bây giờ mình xem tra chiếc cái này trên kia trên Nouvelle Écosse là nó toàn hướng đến cái gì Halifax thôi. Mình đi đến trọng tâm. Ôi, nhưng mà mình chưa đứng chụp chung cái nào ở đây nhỉ? Chụp chưa? Chưa. Ê. Chụp ở đâu? Đứng đây chụp cái cảnh chung ở trên này nhìn xuống thành phố hay là gì đấy, gọi là mình biết là Citadel chứ. Đi qua chỗ này, qua chỗ này. Đó, ừ. Ê. Đây, đi rồi. Citadel. Chụp chung cái cho nó hoành tráng chứ. Ít nhất thì không phải có cái nào đấy kỷ niệm ở cái Citadel này chứ. Mặt trời là lúc này chụp là đẹp lắm không ạ? Một cái cảnh đằng trước, một cảnh đằng sau. Để nhờ kia nó chụp đi, đi chỗ này đi. Để nhờ đứa nào nó chụp. Đây nhờ cô bé này này. Ông nhờ cô bé này một tí đây. Ông mình đứng đây nó chụp cho hai cái, một cái đằng hướng bên này, một cái hướng bên này. Đứng đây để cho bà Loan đứng giữa.